Chào các ông nhá, thì ngày hôm nay mình sẽ không chào theo cái kiểu như mọi khi nữa. Tại vì ngày hôm nay ở quê mình đang có một cái cơn bão nó đi qua, nó nhỏ thôi, ảnh hưởng bão miền Trung. Thì nếu anh em nghe được cái video này nó có ồn ào một chút thì anh em thông cảm nhá. Bão mà, ở ngoài gió to mình không làm gì được. Đóng cửa kín trong phòng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nó ồn thì nó vẫn ồn thôi. Và cái chủ đề chính trong video ngày hôm nay mình muốn nói với anh em đó chính là cách chọn chủ đề để làm video trong năm 2020 này. Thực tế là chọn chủ đề nó khó hay không thì cái này nó tùy vào quan điểm mỗi người thôi. Theo quan điểm cá nhân của mình thì chọn chủ đề nó cực kỳ là dễ. Tại vì cái này nó dựa hoàn toàn vào cái khả năng của các bạn thôi. Tại vì mỗi một con người đều có một cái khả năng riêng, một cái tài năng riêng. Thì mình biết được là mình làm đến đâu, mình làm cái sức của mình đến như thế nào. Cái này thì không thể là ai giúp bạn là chọn cho bạn cái chủ đề như này như kia được. Mà chỉ gọi là người ta gợi ý cho bạn, định hướng cho bạn được thôi. Và ngày hôm nay mình ngồi đây là mình gần như kiểu là mình góp ý kiến cho các bạn thôi. Tham gia ý kiến với các bạn để các bạn tham khảo các ý kiến của mình xem có thấy hợp lý hay không. Nếu mà hợp lý thì bắt tay vào triển khai thôi. Hiện tại bây giờ làm YouTube vẫn là sớm, chưa phải là muộn. Tại vì hiện tại YouTube càng ngày càng coi trọng tất cả những cái chất xám của những người sáng tạo nội dung ở trên YouTube. Cho nên anh em cứ yên tâm vấn đề đấy. Anh em là thực sự có tài năng, có khả năng, anh em cứ triển khai. Tương lai anh em sẽ sáng lạn. Đừng như mình đây, mình ngồi chia sẻ như này. Chỉ mang mục đích là truyền cảm hứng cho anh em thôi. Và mình làm một số công việc khác để có thêm thu nhập. Chứ thực tế mà ngồi nói chuyện tâm sự với anh em như này, bảo view kiếm tiền từ YouTube thật sự là rất là ít. Thì trong cái video tới, có thể là một ngày gần nhất, thì mình sẽ chia sẻ với anh em là cái doanh thu của mình được bao nhiêu tiền một tháng, để cho anh em biết được là làm YouTube nó không hề đơn giản, cho nên cần phải cố gắng nỗ lực. Thì như trong tập 1 và tập 2 thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách tạo kênh là một này, và cách đăng video là hai rồi, các cái bước cơ bản xong hết rồi. Thì bây giờ là mình bắt đầu là hướng anh em đến cái cách là chọn chủ đề làm sao. Tại vì hiện tại còn rất nhiều anh em đang hoang mang, chưa biết chọn chủ đề như thế nào. Tại vì nhiều người còn không biết là mình làm được cái gì, nhiều người còn không biết là mình cái khả năng của mình đến đâu. Thì bây giờ đến cái việc là chọn chủ đề thì mình sẽ chia làm hai nhóm. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm là chọn chủ đề theo cái khả năng sẵn có của mình. Thì nó sẽ nôm na như thế này, tức là anh em có cái đam mê về cái lĩnh vực gì, ví dụ như về xe cộ, về tốc độ hay là về đồ công nghệ. Và khi bắt tay vào làm thì nhiều anh em chỉ làm được khoảng độ 3 đến 5 video, và đến video thứ 6, thứ 7 đổ đi thì không biết làm cái gì nữa. Gần như kiểu là bị hết ý tưởng, gần như kiểu là bị cạn ý tưởng và bị bế tắc và không tìm ra được một cái nội dung nào mới trong cái video tiếp theo. Thì đấy, anh em phải đính chính lại là cái đam mê của mình là có khả năng là sản xuất được một chuỗi video hay không. Ít nhất nó phải khoảng độ 50 video hoặc 100 video thì càng tốt. Thì khi đó kênh của anh em mới có tương lai. Còn nếu mà anh em sản xuất được khoảng 3 năm video thì không bao giờ có tương lai. Kênh anh em thậm chí còn chưa kịp bật kiếm tiền thì anh em đã hết ý tưởng rồi. Thì hỏi rằng anh em có thể là kiếm được tiền từ YouTube hay là không, thì đó là cái mà nói về việc là anh em đam mê thì anh em có thể là triển khai cái chủ đề của mình theo cái đam mê đấy. Và cái tiếp theo trong cái nhóm thứ nhất này là cái vấn đề liên quan đến hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là hiện tại cái thiết bị máy móc của anh em đến đâu, có đủ đáp ứng cho cái chủ đề anh em làm hay không. Ví dụ như một cái chủ đề về vlog cuộc sống thì chỉ cần một con máy quay nhỏ nhỏ, ví dụ con GoPro 7, GoPro 8, GoPro 9 anh em có thể là cầm đi quay được rồi, hoặc một cái điện thoại và có một cái tay cầm chống rung thì anh em có thể là hoàn toàn đi quay vlog ở ngoài một cách bình thường. Nhưng khi anh em triển khai vào cái chủ đề ẩm thực một cách chuyên nghiệp thì khi đó anh em phải có những thiết bị xóa phông đẹp này, quay nét này, không bị noi này, không bị vỡ hình, và tất cả nó phải êm ái, nó mượt mà. Tại vì cái thực phẩm, cái đồ ăn ấy, nó thực sự nó phải có một cái màu sắc cực kỳ tươi, cực kỳ đẹp thì nó mới cuốn hút được người xem. Chứ anh em bây giờ anh em bảo tự nhiên anh em quay một cái video về làm thịt một con cá này hoặc là chế biến một món ăn, nhưng mà thực tế là cái máy anh em quay nó bị mở, nhìn nó rất là chán. Mặc dù anh em làm rất là ngon, anh em nhìn ở ngoài nó cực kỳ là đã mắt, nhưng mà khi lên hình cảm giác nó không ra một cái gì hết. Thì khi đó hỏi rằng ai muốn xem? Không ai muốn xem. Cái anh em làm có dở một chút, có cháy đen một chút, nhưng mà cái máy ảnh của anh em quay nó nét, cái thiết bị anh em quay nó nét thì khi đó nhìn nó vẫn sướng, anh em hiểu không? Nhìn nó rõ từng cái vết cháy của con cá luôn, nhìn nó rất là đã. Đấy, cho nên là cái vấn đề là chất lượng hình ảnh video nó cực kỳ quan trọng. Tại vì mình làm sản xuất nội dung video để cho người xem, cái quan trọng nhất chính là cái chất lượng hình ảnh và cái chất lượng âm thanh nó phải tốt. Thì khi đó là truyền tải cái nội dung và thông điệp đến cho người xem thì nó mới dễ dàng hơn. Thì đó chính là cái nhóm thứ nhất mình muốn chia sẻ với anh em. Và bây giờ đến cái nhóm thứ hai là cái nhóm những cái người mà không có đam mê, không có sở thích, gần như là một người chưa định hình được là mình thích cái gì, mình muốn cái gì. Thì khi đó là không biết chọn chủ đề nào. Bây giờ mình sẽ đưa ra cho anh em một vài gợi ý về các cái chủ đề mà anh em có thể là tham khảo để làm. Cái chủ đề đầu tiên mình muốn nói trong cái nhóm này đó chính là chủ đề về game. Thật sự nếu như anh em nào
kiểu có cái sở thích chơi game ấy, thì có thể là tận dụng cái thời gian rảnh rỗi mình chơi game, thì tại sao mình không làm một vài ván, một vài trận, và mình rủ thêm vài thằng bạn chí cốt nữa, và khi đó mình làm một ván game thì anh em có thể là quay lại trận đấu đó và anh em về cắt sửa lại và đăng tải lên trên YouTube, và anh em thêm một chút cái phần bình luận hài hước vào đó nữa. Đừng chửi nhau bậy như đó nha, nội dung gây sốc là hơi nguy hiểm đấy. Mình chơi game, mình bình luận một cách văn minh thì khi đó nó rất là hay. Mình có giải trí một tí, nhưng mà ý là có chửi bậy một tí, nhưng mà chửi bậy nó mặn mặn một chút, đừng chửi bậy kiểu nó mất dạy. Và cái chủ đề thứ hai là mình muốn gợi ý với anh em là cái chủ đề về ẩm thực. Thì trong cái vấn đề chủ đề ẩm thực này thì mình sẽ chia ra làm hai cái nhóm nữa. Thì đầu tiên là cái nhóm ẩm thực thì anh em có thể là đi review tất cả những cái quán ăn vỉa hè. Hoặc nếu như anh em có cái bữa nhậu hay là bữa gì đó ở trong nhà hàng có những cái món độc lạ và đẹp, thì anh em sẵn sàng bấm máy và quay luôn. Đấy, gọi là cái phần là đi ăn thưởng thức và review các cái sản phẩm, các cái đồ ăn thức uống ở tại nhà hàng, ở quán vỉa hè. Và đến cái nhóm thứ hai là anh em có thể là nếu thật sự anh em có cái khả năng về chế biến đồ ăn, hoặc là về cái sáng tạo ra những cái món ăn mới, hoặc là đơn giản như là những món ăn có sẵn rồi, những món ăn công thức có sẵn rồi, thì anh em có thể là biến tấu nó thêm một chút nữa, hoặc là làm y như vậy nhưng mà anh em khéo tay một chút, thì anh em hoàn toàn có thể là sử dụng cái tài năng đấy để làm cái chủ đề chính trong kênh của mình. Chuyên về đồ ăn, sáng tạo về đồ ăn, nó rất là hay. Cái chủ đề này chưa bao giờ là hết hấp dẫn. Và cái chủ đề tiếp theo mình muốn nói với anh em ở đây, à cả chị em luôn, thì cái chủ đề nó liên quan đến chị em phụ nữ nhiều hơn. Đây là theo quan điểm cá nhân của mình nhé, thì mình đã theo dõi từ rất lâu rồi các trang mạng xã hội và mình cảm giác như kiểu là chị em phụ nữ làm vlog, làm chủ đề, làm tất cả mọi thứ nó đều có cái gì đó nó dễ hơn con trai. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì con gái lên video ấy không cần phải xinh hẳn, chỉ cần có duyên thôi và nói chuyện là khéo léo một chút, hoặc là tếu tếu hài hài một chút, thì thật sự là con trai rất là nhiều người thích cái cá tính mạnh mẽ đó của con gái. Còn con trai mà lên video ấy, thằng nào mà xấu ấy phải xấu hẳn, thằng đẹp trai phải đẹp trai hẳn. Còn cái loại mà dở dở ngương ngương như mình mà không phải là xấu hẳn, mà cũng chẳng có tí nào gọi là đẹp trai, lên video như thế này mà không có cái duyên ấy, thì tóm lại là cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà chị em con gái chỉ cần một chút có duyên thôi, một chút gì đó gọi là xinh đẹp một chút, thì thật sự là làm video hay là làm các cái chủ đề về làm đẹp cực kỳ là hay, cực kỳ là cuốn hút. Thậm chí là việc bán hàng online, ví dụ như đây mình có một cái hộp này, cái hộp này gọi là cái hộp công cụ để lau máy tính, nó gọi là của Hukay. Ví dụ như anh em con trai ngồi cầm dơ lên như vậy, thật sự là thằng nào đẹp trai, thằng nào có duyên thì mới bán được hàng. Còn con gái dơ lên như này, đơn giản con gái dơ lên như này, con gái chỉ cần cầm như vậy đấy, thì tự nhiên nó tạo cho cái người xem một cái cảm giác gì đó ở cô gái thật sự là thú vị, cô gái thật sự là có cái gì đó cuốn hút. Và khi đó người ta sẽ tập trung vào cái sản phẩm này xem nó sẽ như thế nào. Đây là một cái nọ nước xịt vào trong rẻ để lau. Đây là cái chổi lông cực kỳ mịn luôn. Cái chổi lông này để lau máy tính này, nó mịn cực kỳ luôn này, êm như da bé luôn. Còn cái này để xịt, cái gọi là cái bóng hơi để xịt các cái bụi bẩn ở trong kẽ bàn phím lên. Đây là cái lọ này mình mua 200.000 hay sao ấy. Thì đó chính là cái chủ đề tiếp theo mình gợi ý cho các anh em, các chị em. Nếu như ai thật sự là có cái khả năng bán hàng online, hoặc là khả năng làm đẹp, trang điểm, vẽ nail, hay là tất cả những thứ gì đó liên quan đến làm đẹp cho đời, thì có thể là sử dụng cái tài năng đó vào trong cái chủ đề chính của kênh của mình. Nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu mà xem phụ nữ bán hàng hơn là con trai. Tại vì mình là con trai, mình mà xem con trai nó ra thì ra cái giống gì. Được rồi, thì bây giờ cũng khá là dài rồi, thì mình xin túm lại cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em các cái gọi là các cái kinh nghiệm chọn chủ đề như thế nào. Và mình đã chia ra làm hai nhóm đối tượng ở trong cái chủ đề này rồi. Đầu tiên là cái nhóm đối tượng mà thật sự là có đam mê, có sở thích về một cái vấn đề gì đó, thì có thể là sử dụng cái tài năng, cái đam mê đó làm cái chủ đề chính của kênh của mình. Và đương nhiên cũng phải dựa vào cái hoàn cảnh hiện tại của mình có thể là đáp ứng được cái chủ đề đấy hay không. Trước khi bắt tay vào làm thì phải chuẩn bị thật là chu đáo và kỹ càng, học hỏi. Và cái nhóm đối tượng thứ hai là cái nhóm đối tượng mà chưa biết mình thích cái gì, chưa biết mình muốn làm cái gì và chưa biết mình làm được cái gì, thì có thể là tham khảo các cái nhóm chủ đề mà mình đã chia sẻ với lại anh em lúc trên kia. Đấy, thì anh em có thể là tham khảo những cái chủ đề đấy xem như thế nào. Tóm lại là mình rất là thích xem những cái video mà các bạn nữ ngồi chia sẻ về cuộc sống xung quanh các bạn. Mình cảm giác như con gái nó có duyên hơn con trai rất là nhiều. Như bản thân mình đây, mình cảm giác như thỉnh thoảng mình xem video của mình cũng cảm thấy chán. Chả biết tại sao mình lại tránh cái mặt mình đến mức độ như vậy nữa. Mặc dù nó cũng xấu trai đấy, nhưng mà được cái nó lại còn vô duyên nữa. Cho nên là chán là cái điều đương nhiên.
Rồi thì mình trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em những cái điều như vậy thôi. Thì hy vọng là sau video này có thể là anh em nhận ra được là mình nên đi theo cái hướng như thế nào. Còn không thì thôi, nghỉ YouTube, làm việc khác. Còn đừng có kiểu làm video tào lao nữa. Như video trước mình đã nói là tất cả những nội dung nhảm nhạt hiện tại đang được cộng đồng mạng ưu ái và thiết tha khẩn cầu lên bộ truyền thông hoặc là về YouTube để người ta gỡ bỏ những nội dung đó đi. Thì anh em cố gắng làm cái gì? Làm cái gì thì phải làm theo cái hướng rõ ràng, định hướng rõ ràng làm. Không thì thôi, nghỉ làm việc khác để thời gian đấy kiếm tiền. Và đến giờ phút này thì tôi thấy video này nó cũng khá là dài rồi, thì chẳng biết nói gì hơn nữa. Hy vọng là các ông xem được video này có thể là ấn đăng ký kênh, nhớ ấn chuông để nhận được những thông báo khi có video mới nhất. Thân ái và quê thắng. Chào tất cả anh em. Bye bye.